Chào các bạn, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về bài viết 7 hiểu lầm về bệnh lậu bạn nên biết để tránh. Một, bệnh lậu là do virus gây ra. Bệnh lậu không phải do virus mà do vi khuẩn lậu, có tên khoa học là Neisseria gonorrhoeae, song cầu khuẩn gram âm hình hạt cà phê. 2. Khi bị lậu có thể tự hết mà không cần chữa, hoặc chữa lúc nào cũng được. Đây là một sai lầm rất lớn của khá nhiều người bệnh. Nhiều người rất chủ quan nghĩ rằng bệnh lậu sẽ tự khỏi, nhưng thực tế thì không như vậy. Vi khuẩn lậu nhân lên rất nhanh và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như gây viêm tinh hoàn, viêm tiền liệt tuyến, viêm bàng quang kẽ, viêm thận bể thận, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu nhiễm khuẩn huyết. Bệnh lậu cần chữa ở giai đoạn cấp tính, không nên để bệnh chuyển sang giai đoạn mạn tính, điều trị sẽ rất khó khăn, phức tạp và tốn kém. 3. Nhiều bệnh nhân nghĩ bệnh lậu không nguy hiểm. Thực tế bệnh lậu không quá nguy hiểm nếu điều trị đúng và sớm ở giai đoạn cấp tính. Với lậu mạn tính và kháng thuốc thì rất nguy hiểm. 4. Khi mắc bệnh lậu, đồ dùng cá nhân phải vứt bỏ hết. Thực tế vi khuẩn lậu tồn tại trong môi trường trong thời gian ngắn từ 30 phút đến 1 tiếng. Nên khi giặt quần áo và phơi khô vẫn có thể dùng được, nhưng trong giai đoạn cấp nhiều dịch tiết ra bạn nên giặt riêng đồ của mình với người xung quanh. 5. Khi bị bệnh lậu vẫn có thể quan hệ tình dục và uống rượu bia. Tuyệt đối không quan hệ và dùng rượu bia khi có triệu chứng của bệnh lậu vì nó sẽ làm tổn thương bộ phận sinh dục nặng hơn. Điều cần làm là khám và điều trị càng sớm càng tốt. Không tự ý điều trị. Nên tăng cường các loại hoa quả nhiều vitamin C để nâng sức đề kháng. 6. Một số người vẫn nghĩ bệnh lậu chữa hết rất nhiều tiền. Thực tế thời đại 4.0 khi lên mạng tìm về bệnh lậu có rất nhiều phòng khám đa khoa quốc tế với đủ các phương pháp như truyền dịch, chiếu sóng ngắn DHA, cắt bao quy đầu với chi phí rất cao, nhưng thực ra không cần như vậy. Bạn có thể khỏi bệnh lậu với chi phí rất thấp nếu bạn điều trị đúng. Hãy tìm tới các bác sĩ chuyên khoa là ở các bệnh viện lớn nhé. 7. Đeo bao cao su là không bị bệnh lậu. Khi dùng bao cao su sẽ bảo vệ cho bạn phần lớn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhưng các bạn chú ý, các bạn vẫn có thể bị lậu nếu bị rách bao hoặc bạn tình bị lậu miệng và dùng miệng để quan hệ với bộ phận sinh dục của bạn. Khi mắc bệnh lậu bạn không nên quá lo lắng nhưng cũng không chủ quan tự ý điều trị. Hiện tại mức độ gia tăng đề kháng của vi khuẩn lậu tăng lên nhanh chóng. Cần điều trị sớm và đúng để khỏi bệnh và tiết kiệm, hạn chế biến chứng bệnh lậu. Chúc các bạn mau khỏi bệnh. Liên hệ tư vấn và điều trị, Lịch Đại Phu, số máy 0911333115.